Vâng, tại sao nhiều người rất thích đi những cái mẫu xe mà nó được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam mà không phải là xe lắp ráp? Thì thực sự câu trả lời cho các bác đó chính là cái chất lượng của nó thực sự là sẽ khiến chúng ta phải ngạc nhiên về cái độ bền bỉ cũng như là khả năng vận hành. Và ngày hôm nay thì em Việt cũng đang có ở đây một cái mẫu xe gầm cao được nhập khẩu nguyên con từ Hàn mà cũng từng được ưa thích tại Việt Nam. Đó chính là một sản phẩm đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc các chị nhá. Và chất lượng xe nhập khẩu thì các bác có thể thấy ngay qua những cái gì? Đầu tiên thì các bác có thể thấy này, các chi tiết trên khu vực bản táp lô, táp pi nó là nhựa nhưng mà theo thời gian nó không bị bạc và không để lại nhiều vết xước sát. Cái thứ hai nữa là cái dòng xe nhập khẩu thì các bác thấy được trang bị rất là nhiều công nghệ và tính năng. Chiếc xe của em thì đang được sản xuất là năm 2010 nhá. Nhưng các anh chị thấy này, hệ thống điều hòa của xe thì nó được trang bị là điều hòa hai vùng độc lập có tính năng lọc không khí clean air. Cái tiếp theo là các bác thấy là đã được trang bị đèn nổ startup rồi. Ngoài ra chúng ta còn có gương chiếu hậu chống chói tự động. Đấy, đặc biệt là các bác chúng ta còn một cái cửa sổ trời cho hàng ghế trước và hàng ghế sau. Đấy, và tất cả mọi thứ đều hoạt động cách trơn tru bình thường chỉ bằng một nút bấm thôi. Đấy, các bác thấy là nó sẽ trượt ra như này để các anh chị ta hít thở khí rời. Đó, rất là mượt mà êm ái, không hề bị kẹt luôn các chị nhá. Đó là chất lượng của những chiếc xe nhập khẩu. Và kể cả các chi tiết trên khu vực bảng táp pi cánh cửa thì các anh chị thấy này, họ sử dụng rất là nhiều vật liệu, đây là da nhá. Đấy, kết hợp các chi tiết nhựa và da, tay nắm cửa. Đó, và theo thời gian nó cũng để lại rất ít những vết xước sát. Cái nữa thì các bác thấy là cái ghế da zin nguyên bản của nó. Đương nhiên một chiếc xe sản xuất năm 2010 thì chúng ta không thể nói là ghế da của nó mới được. Nhưng mà đây các chị thấy là thứ nhất là form ghế nó vẫn giữ được. Cái thứ hai là các bác thấy là nó để lại ít vết nhăn. Cái này thì có lẽ chúng ta chỉ cần đánh xi qua thôi là các bác thấy là nó sẽ đẹp long lanh ngay các bác nhá. Riêng với cái bộ ghế da này. Đấy, xe được trang bị số tự động, động cơ máy xăng 2.0. Và mức công tơ mét hiện tại của em nó thì các bác nhìn giúp em nhé. Con này là một chủ duy nhất từ đầu biển Hải Phòng. Đấy, lăn bánh chuẩn 9.6 vạn, không quá nhiều với một chiếc xe được sản xuất năm 2010. Đấy, nên là các bác thấy là chất lượng nội thất chiếc xe này thực sự còn rất là tuyệt vời. Và đây, đấy, bản này là bản full 2 cầu. Chúng ta sẽ có thêm một cái nút gài cầu điện ở đây. Đó. Và máy thì đang nổ nhưng các bác có thể thấy là tiếng máy nổ rất êm ái, đúng không ạ? Và rất ít tiếng động vọng vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe này. Đó là chất lượng mà một mẫu xe đã nhập khẩu có thể mang lại cho chủ nhân. Và ngay ở trên cái khu vực cánh cửa các bác nhìn giúp em này. Đấy, và nó cũng được trang bị một kính auto nhá, gương chỉnh điện có cặp gương tự động. Và tất cả từ cái móc khóa thì các bác cũng có thể thấy này. Đấy, sáng choang luôn, hay là tất cả từ cái tem mác nguyên zin nguyên bản. Con này thì em sẽ bao zin cho các bác từ A đến Z, xe không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích và hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ. Đấy, để các anh chúng ta thể sang tên chính chủ cho vòng một nốt nhạc. Đấy, vì bây giờ là bên em thì đang rút hồ sơ rồi. Đấy, vì bây giờ thì gần như là xe nào thì cũng phải rút hồ sơ nên là bên em cứ rút trước để cho các bác chúng ta vào tên cho nó nhanh gọn. Đấy, ghế lái chỉnh điện, rất nhiều công nghệ và tính năng. Đó là cái mà chiếc xe này nó mang tới cho các bác. Còn hàng ghế sau thì sao? Thì chúng ta thấy vâng, hàng ghế sau thì cực kỳ rộng rãi. Đấy, vâng, với hàng ghế này thì các bác có thể là ngồi được ít nhất là 3 người lớn thoải mái, đúng không ạ? Và chất lượng ghế da zin nguyên bản của nó theo thời gian các bác nhìn này. Nó không hề kém cạnh so với cả những cái sản phẩm đến từ các thương hiệu của Nhật đâu. Đấy, mà khoảng để chân giữa hàng ghế thì cực kỳ rộng, đúng không ạ? Đấy, và phía sau này chúng ta có một cái cửa sổ trời để có thể ngắm nhìn bầu trời nhá. Đấy, rất ok đúng không các bác? Đó, đẹp long lanh luôn. Đây, tapi cánh cửa các bác nhìn giúp em này. Đó, rất ít những vết xước sát. Con này thì bao zin các bác không mất 1 cm keo chỉ nào luôn. Vâng, vậy thì trước mặt quý anh chị ngày hôm nay em Việt sẽ mang tới cho các bác là một chiếc SUV 5 chỗ gầm cao đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2 cầu, dẫn động 4 bánh, sản xuất năm 2010, một chủ từ đầu. Xe ngoại thất đen và nội thất cũng là ghế da màu đen. Tất cả tình trạng chủ chiếc xe thì bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z nhé, không một lỗi nhỏ. Đấy, và các anh chị thấy là từ cái đèn hậu của nó này. Đó, đẹp long lanh luôn. Không một vết ố vàng đúng không ạ? Có đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao và gạt mưa cho kính phía sau. Hay kể cả các chi tiết nhựa ở phần phía dưới là các bác nhìn này. Đấy, bên ngoại thất nhá, mà nó cũng không bị bạc màu theo thời gian mà không để lại nhiều vết xước sát. Con này thì đây mở luôn cho các bác cả cốp nữa này. Cốp sau thì cực kỳ rộng. Đấy, đủ chỗ cho các anh chúng ta tha hồ để đồ. Đó, và chủ nhân cũ của ta đi các bác nhìn giữ nó sạch đẹp, kể cả tấm nỉ. Phía dưới này các bác có lốp dự phòng nhá. Đấy, kích này. Đấy, và quan trọng nhất là cái tôn sắt xi các bác nhìn nó không bị han mục theo thời gian. Đó là chất lượng của chiếc xe này. Trên này chúng ta còn có một cái để mà các bác kéo ra này. Đấy, để chúng ta để những đồ nhẹ ở phía trên này.
Đấy, và độ zin nguyên bản thì các anh nhìn cho em này, từng con ốc này. Đấy, không mấy vặn luôn. Ok chưa ạ? Đó, vâng, đúng là xe nhập khẩu, bền bỉ, phải nói là vậy, rất bền bỉ và lành. Đấy, và đây các bác nhìn đèn này. Quá đẹp luôn. Vâng, túc sơn nhá. Và một trong những chiếc xe gầm cao được rất là ưa thích. Đấy, xe được trang bị la răng đa chấu, nhìn cái la răng của nó trông rất là cứng cáp. Bốn phanh đĩa, tay nắm cửa mạ chrome, chìa khóa thông minh, tích hợp cảm biến khóa mở cửa. Đấy, và các anh chị ngắm nhìn một vòng đi. Và ngoại thất chiếc xe này thực sự là rất ok với một chiếc xe được sản xuất năm 2010 mà đến bây giờ nó đẹp như này. À, trên gương chiếu hậu thì nó cũng được tích hợp một cái đèn LED xi nhan các bác này. Xe mới đăng kiểm nhé, còn thành tháng 3 năm 2024. Đó, và đây. Đấy, các bác có thể ngắm nhìn cho em cái phần đèn pha của nó này. Vâng, đèn pha của nó thì các bác có thể thấy là sau quãng thời gian sử dụng nhưng mà đến bây giờ nó vẫn còn trong suốt luôn. Đấy, mặt lắp capo với những đường gân dập nổi kết nối với mặt ca lăng đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Đấy, và một chiếc xe thiết kế cũng khá đẹp mắt ở thời điểm đó, đúng không ạ? Đấy, các anh chị có thể ngắm chọn cho em phần đầu xe này. À, các chi tiết ngoại thất chiếc xe thực sự còn rất ok nhá. Các anh chị để ý là những cái đường viền đèn nó không có khe hở, thì điều này đã chứng tỏ chiếc xe không bị đâm đụng, không bị va chạm. Đấy, kể cả phần đèn gầm bên dưới này nó vẫn còn trắng sáng như mới tinh. Và đó là chất lượng của chiếc Hyundai Tucson 2010 này. Và ngày hôm nay thực sự với một cái mức giá rất là rẻ, đấy, chỉ ngang ngang cả một chiếc Morning số sàn thôi là các bác đã có thể sở hữu được chiếc xe gầm cao này rồi. Đấy, dòng này đi nó bền, nó lành mà đầm chắc, đúng không ạ? Mà nhiều công nghệ, lại còn bản hai cầu. Và giá tiền thì em Việt đang chào bán cho em nó là chỉ có 365 triệu mà còn thương lượng được với chiếc Hyundai Tucson này. À, vâng, vậy thì để đánh giá tiếp tục chất lượng chiếc xe thì em sẽ mở cái lắp capo và để các anh chúng ta kiểm tra cái phần động cơ của nó nhé, xem tình trạng của nó ra sao. Ok không ạ? Vâng, vậy thì bây giờ xin mời các anh chị ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ cỗ máy 2.0 của chiếc Hyundai Tucson. Con này các bác thấy là chạy ít, đâm ra ra máy nhìn nó sáng, nó màu, đúng không ạ? Đấy, với cả tất cả các chi tiết tình trạng máy số thì nguyên zin nguyên bản. Này, capo các bác nhìn này, không một vết vặn luôn. Đấy, từng con ốc nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Đó, rất đẹp nhá. Hay là các chi tiết máng các bác nhìn này. Đấy, đây, máy đây. Đấy, các anh chị có thể nhìn kỹ giúp em chưa? Đó, hay là kể cả cái phần cổ xả các bác nhìn này. Đó, bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z. Mà giá tiền bây giờ thì rẻ quá rồi. Có 365 triệu đồng để các anh chị có thể sở hữu được chiếc xe nhập khẩu đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Con này nhập Hàn các bác nhá, nhập nguyên chiếc cả con từ Hàn về. Đó, máy rất đẹp luôn. Vâng, đây, capo các bác nhìn này. Đấy, nguyên zin nguyên bản, đúng không ạ? Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi, đúng không ạ? Và mức giá hiện tại ngày hôm nay em Việt đang chào bán cho chiếc xe này chỉ với 365 triệu. Quý anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy và alo cho em theo hotline 0968228889 để có thể được hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ cho chiếc Hyundai Tucson này, được không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ và hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.